Ngày 29 tháng 4, ngày này năm xưa có những sự kiện gì? Năm 1091, quân Đông La Mã đánh bại người Pechene trong trận Levonian tại lãnh thổ nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1418, Lê Lai hy sinh vì liều mình cứu Chúa. Năm 1429, chiến tranh trăm năm, Jean d'Arc giải vây Orleans khỏi quân Anh. Năm 1661, nhà Minh ở Trung Quốc chiếm đảo Đài Loan. Năm 1672, vua Louis XIV của Pháp xâm chiếm Hà Lan. Năm 1770, nhà thám hiểm James Cook đến và đặt tên vịnh Botany, Úc. Năm 1773, quyết định xây dựng xưởng muối hoàng gia Arc-et-Senans tại tỉnh Doubs, Pháp được thông qua. Năm 1903, một vụ lở đất 30 triệu mét khối làm chết 70 người ở Franc, Alberta, Canada. Năm 1918, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, quân Đức giành được thắng lợi chiến thuật trước quân Anh, Úc, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ trong trận sông Lys. Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức ở Ý đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. Adolf Hitler cưới Eva Braun dưới hầm ở Berlin và bổ nhiệm đô đốc các Donetsk kế tục. Holocaust, quân Mỹ giải phóng trại tập trung Đắc Hậu. Năm 1946, Heike Tojo, nguyên thủ tướng Nhật Bản, và 28 thủ lĩnh Nhật khác bị truy tố về tội ác chiến tranh. Năm 1955, thành lập khu tự trị Thái Mèo vùng Tây Bắc Bắc Bộ. Năm 1967, Muhammad Ali bị tước bỏ danh hiệu vô địch quyền Anh thế giới vì từ chối nhập ngũ. Năm 1969, nhạc công gia Duke Ellington được tặng huân chương tự do của Tổng thống Mỹ. Năm 1970, chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa xâm chiếm Campuchia để tìm kiếm Việt Cộng. Năm 1975, chiến tranh Việt Nam, cuộc hành quân Frequent Wind, những người Mỹ cuối cùng bắt đầu rút khỏi Sài Gòn trước khi quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến vào Sài Gòn. Quân đội nhân dân Việt Nam đánh chiếm đảo Trường Sa từ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoàn thành tiếp quản các đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ. Năm 1988, công khai, lãnh tụ Xô Viết Mikhail Sergeyevich Gorbachev cam kết tăng cường tự do tín ngưỡng. Năm 1991, một xoáy thuận nhiệt đới đổ bộ vào Bangladesh, khiến hơn 138.000 người thiệt mạng và khoảng 10 triệu người mất nhà cửa, chủ yếu do ngập lụt. Năm 2002, Hoa Kỳ được bầu lại vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc một năm sau khi bị thất cử. Năm 2004, George W. Bush và Dick Cheney điều trần trước Ủy ban 11 tháng 9, phiên họp kín và không ghi âm. Năm 2011, Vương tôn William xứ Wales tổ chức đám cưới với Kate Middleton tại tu viện Westminster, London, Anh. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng bệnh rubella, sởi Đức, bị tiệt trừ khỏi châu Mỹ.